Trong cuộc khai quật tại dãy núi Altai vào năm 1993, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một xác ướp công chúa Nga. Đây được xem là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất vào thế kỷ 20. Các chuyên gia đặt tên cho xác ướp là Ugo để tiện việc nghiên cứu. Nhờ tầng đất đóng bằng vĩnh cửu, thi hài của công chúa được bảo quản gần như nguyên vẹn theo thời gian. Theo kiểm tra kết quả, công chúa cao 1m62, vào thời điểm tử vong, bà khoảng 25-28 tuổi. Nguyên nhân tử vong được cho là bị mắc bệnh ung thư. Công chúa được chôn cất khi mặc một chiếc váy dài làm từ lụa và đi ủng viền già được trang trí tỉ mỉ. Tại nơi tìm thấy xác ướp, các chuyên gia khảo cổ phát hiện ra xương của 6 con ngựa, bộ yên ngựa và dây cương. Chúng được cho là đồ hộ tống linh hồn công chúa sang thế giới bên kia. Bên cạnh đó, nhóm khảo cổ còn phát hiện nhiều đồ vật trang trí làm bằng dạ, gỗ, đồng và vàng, cũng như một chiếc hộp nhỏ chứa cây cây dầu và một phiến đá để đốt cháy các hạt mùi. Điều này cho thấy công chúa Ugo có cuộc sống giàu sang và sung túc. Nhiều năm sau khi các nhà khảo cổ di dời xác ướp công chúa, người dân Altai cho rằng trận động đất lũ lụt tồi tệ xảy ra là do đánh thức lên nguyên chết chóc. Người dân địa phương tin rằng việc xác ướp công chúa Ugo yên nghỉ tại dãy Altai trong suốt hơn 2.500 năm qua giúp bảo vệ vùng đất này. Vì vậy, khi di dời thi hài của bà thì một loạt tai ương như động đất xảy ra. Do đó, người dân kêu gọi giới chức trách đưa xác ướp công chúa trở về dãy Altai. Vào năm 2014, giới chức trách thông qua kế hoạch cải táng xác ướp ở dãy núi Altai của Nga và xây dựng một lăng mộ đặc biệt để tưởng niệm bà.